Hi, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ nấu món lẩu bò viên. Và đi nấu cái món này thì đây mình có chuẩn bị 200g bò viên và 200g gân bò, 150g thịt bò mình đã xắt lát mỏng sẵn rồi. Và đây là gói gia vị phở bò này các bạn, mình dùng để nấu lẩu rất là ngon luôn á. Và cũng rất là tiện lợi và nhanh nữa. Một gói như vậy là 57g và mình sẽ sử dụng hết một gói luôn nha. Và mình dùng 100g nấm rơm, 50g củ hành tây, 2 tép tỏi và 100g khoai mì. Ở đây các bạn thích thì mình cho vào, còn không thích thì các bạn khỏi cho vào cũng được nhé. Và mình dùng 2 cây sả nè, vài cọng hành lá nữa. Và ăn cái món lẩu này nè các bạn thì mình sẽ dùng mì. Đây là mì trứng nha các bạn, mì khô. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng gói mì ăn liền ở nhà mình cũng được nhé. Và ăn lẩu thì mình không thể nào thiếu rau được nhé các bạn. Ở đây thì mình có chuẩn bị rau cải bẹ xanh nè, rồi rau mồng tơi và đây là rau má. Các bạn thích ăn rau nhiều thì mình có thể dùng nhiều hơn nha. Và đây là chao mình dùng để chấm kèm đó. Mình sẽ dùng khoảng 2 muỗng canh, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường phèn. Ở đây mình dùng đường phèn để cho cái vị ngọt của lẩu nó được thanh hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng đường cát trắng bình thường cũng được nhé. Mình bắt lên bếp một nồi nước rồi, bây giờ mình sẽ cho bò viên vào để mình trụng sơ qua với nước sôi nha, cho nó sạch. Mình trụng sơ qua khoảng 1 phút rồi vớt ra để cho thật là ráo nước. Rồi bây giờ thì mình sẽ vớt ra nha. Rồi mình dùng cái phần nước này để mình trụng cái phần gân bò luôn. Mình trụng cho phần gân bò này săn lại rồi vớt ra. Mình trụng khoảng 1 phút. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Phần gân bò này nè các bạn, mình sắc miếng nhỏ nhỏ như vậy nè. Khi mà mình hầm á thì nó sẽ mau mềm hơn. Phần nấm rơm thì mình sẽ cắt ra làm hai. Những cái nấm nào mà nhỏ nhỏ thì các bạn có thể để nguyên luôn cũng được. Đến phần củ khoai mì thì mình sẽ sắc khúc. Các bạn nên lựa những củ khoai mà nhỏ nhỏ như vậy nè. Đến phần củ hành tây thì mình sẽ cắt múi cao. Phần hành lá thì mình sẽ cắt khúc. Đến phần sả thì mình sẽ đập dập. Sau đó mình sẽ sắc nhuyễn một ít. Và cái phần sả còn lại thì mình sẽ cắt khúc nha. Phần sả và tỏi này thì mình sẽ băm nhuyễn. Bây giờ mình sẽ cho vào trong nồi một ít dầu ăn. Và đợi dầu nóng lên thì mình sẽ cho phần tỏi băm và sả băm nhuyễn vào. Rồi phần tỏi và sả đã vàng rồi, bây giờ mình sẽ cho sả đập dập vào. Tiếp theo là mình sẽ cho cái phần gân bò vào nha. Mình sẽ xào đều lên. Mình sẽ cho vào cái phần gân bò này một ít hạt nêm để cho nó được đậm đà vị hơn đó. Mình xào lên khoảng 2 phút rồi mình đổ nước vào. Mình sẽ đổ vào 2 lít nước. Và mình sẽ nấu cho cái phần nước dùng này sôi lên nha. Và phần nước đã sôi lên rồi, bây giờ mình sẽ cho khoai mì và nấm rơm vào. Phần gân bò này thì mình sẽ nấu khoảng 30 phút cho nó chín mềm nhé. Và phần gân bò thì mình hầm đã mềm rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái gói gia vị vào. Mình đổ hết một gói luôn nhé. Sau đó mình sẽ cho cái phần đường phèn và hạt nêm vào. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bò viên vào. Bò viên này thì nó đã chín rồi nha các bạn. Nếu mà các bạn dùng cái bò viên mà to to thì mình nên cắt nhỏ ra nha. Rồi khuấy đều lên. Gia vị tan ra thì các bạn có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn.
Sau khi cho bò viên vào thì mình sẽ nấu 10 phút nữa nhé. Sau 10 phút xong thì mình sẽ cho phần hành tây vào. Rồi bây giờ thì mình sẽ múc qua một cái nồi lẩu. Cho phần lẩu thì mình đã múc ra ngoài cái nồi lẩu rồi. Bây giờ mình sẽ cho phần hành lá vào. Cho thêm vài lát ớt nữa để nhìn cho nó đẹp đấy các bạn. Và cái nồi nước lẩu cũng đã sôi lên rồi đấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho mì vào nè. Khi ăn thì các bạn trụng vào. Bạn nào không thích ăn mì thì các bạn có thể ăn với bún cũng được. Rồi mình sẽ cho cải bẹ xanh vào nè. Cải bẹ xanh này các bạn nên ngắt nó nha. Mình ngắt khi mà ăn thì nó sẽ không có nồng như là các bạn dùng dao cắt. Cái đó giống như là một cái mẹo gì đó các bạn. Cho rau má vào nữa nè. Và một ít rau mồng tơi nữa. Các bạn nên để lửa nhỏ riu riu thôi nha. Và một cái lẩu như thế này là khoảng 4 đến 5 người ăn luôn á các bạn. Rất là nhiều luôn. Rồi mì đã chín thế này, giờ mình gấp ra. Đây, bạn nào thích ăn bò tái á, các bạn lấy bò nè, mình nhúng vào. Nước với sôi mình nhúng vào cho nó tái tái lại rồi mình ăn. Rau này thì các bạn nên nhúng sơ qua thôi, chứ đừng có nấu cho nó mềm rục quá. Đây, như vậy là được rồi nè các bạn. Nóng hổi bốc khói luôn và rất là thơm nữa. Bò cũng đã chín đây nè, mình gấp ra luôn. Mình sẽ chan thêm một miếng nước dùng nữa nha. Wow, chan một miếng nước lẩu lên nè. Rất là thơm luôn đấy các bạn. Gấp vào thêm một cục bò viên nữa nè. Wow, nhìn thôi là đã thấy thèm rồi đó. Đây, mình sẽ ăn thử cái viên bò viên trước, chấm vào một miếng chao nè. Chao mình cắt ớt vào thêm đó các bạn, cho nó cay cay. Bò viên này ăn rất là thơm luôn các bạn. Và vị rất là vừa ăn khi chấm với một miếng chao cay cay nè và béo béo nữa. Ôi, rất là ngon luôn á. Cái nước lẩu đó các bạn rất là thơm luôn và vị thì rất là đậm đà nè, vừa ăn nữa. Mình ăn với mì trứng á, nó rất là ngon luôn. Mình thì thích ăn với mì trứng hơn là ăn với lại mì gói nha các bạn, tại vì mì gói mình thấy nó vị nó hơi mặn một chút á. Và cái cách nấu cái món lẩu bò viên như thế này thì rất là đơn giản luôn nè các bạn. Rồi mình sẽ vớt cái khoai mì. Khoai mì các bạn nấu cho nó mềm vừa tới như thế này nè, đừng cho nó mềm rục rã quá nhé. Khoai này nó mềm mềm và bột bột, nó béo béo nữa chứ. Ăn với vậy, ăn với lại lẩu bò này các bạn mình thấy nó ngon lắm luôn á. Còn gì tuyệt vời hơn khi cả gia đình mình cùng nhau xung vầy bên nồi lẩu bò viên như thế này. Lẩu sôi ngum ngút luôn nè, mùi thơm của sả nè, cây nồng của ớt, ngọt từ nước bò viên nè. Do là mình nấu từ cái phần gân bò đó các bạn, cho nên là cái vị nước đó các bạn nó rất là ngọt luôn. Đây cái phần gân bò này các bạn nhìn nè. Mình sẽ chấm với một miếng chao nha. Khi mà mình nấu nó teo lại đó các bạn, nó nhỏ như vậy nè. Gân bò này mình ăn nó giòn lắm các bạn à. Vớt rau ra ăn hết đi thôi, nó rục á. Thường thì mình đi ăn lẩu bò đó các bạn, mình thấy những cái quán mà bán món lẩu bò đó các bạn rất là đắt luôn á. Và đặc biệt là ăn cũng rất là ngon nữa. Còn mình nấu ở nhà như thế này thì mình thấy ngon cũng không khác gì ngoài tiệm đâu nha. Các bạn nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Và cũng sắp đến cuối tuần rồi đấy các bạn. Các bạn hãy cùng mình vào bếp và nấu ngay cái món lẩu bò viên đi nha. Và mình cũng chúc cho các bạn làm thành công nha, ăn ngon miệng nữa. Còn nếu các bạn mà có yêu thích cái món